Hello, xin chào mọi người. Em xin tự giới thiệu, em là Hằng, nhân viên của hợp tác xã Rau Phúc Sen. Bình thường thì em đã lên với cả nhà những cái mẫu rau bếp này, rau đi rừng và nông cụ khá là nhiều. Ngày hôm nay thì nhân dịp là sắp đến lễ Vu Lan, em sẽ tri ân tới cả nhà mình một bộ rau và tặng kèm cho mọi người một viên đá mài nhé. Bộ rau ngày hôm nay em giới thiệu tới cả nhà sẽ là một cái bộ rau chống dính cắn mụn, một bộ rau có hoa văn cắn mụn. Bản này thì sẽ có chốt và khâu, tất cả đều là từ đồng đỏ mọi người nhé. Cán mụn này có hai mẫu mà em mới ra. Ở đây thì đang có mẫu là GT07TMDD và mẫu DL15TMDD là hai mẫu mà em mới ra với mọi người. Lên video với mọi người hai cái mẫu này thì cũng khá là ít. Thế nên là hôm nay em sẽ quyết định em lên với mọi người một cái bộ dao đầy đủ chức năng như thế này. Gồm có một bản chuyên để chặt xương này, một cây chặt gà vịt này, một cây dao thái bản 6 và một con dao thái nhỏ, một con dao lọc như thế này mọi người nhé. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu em vào giới thiệu cho mọi người từ cái bản dao to nhất luôn ạ. Đầu tiên là mẫu dao chuyên chặt xương của nhà em. Bản này có mã là DSX05MDD. Con này thì cái phần lưỡi dao của nó sẽ dài vào khoảng 23cm mọi người nhé, 23cm này. Phần rộng của phần lưỡi này sẽ rơi vào khoảng 9cm đến 9,5cm. Đấy, sẽ có hoa văn một mặt như thế này. Cái bản này thì hoa văn một mặt của mỗi cây nó sẽ hơi khác nhau một chút mọi người ạ. Tuy nhiên là thợ dập rất là tỉ mỉ luôn ạ. Đây, mọi người có thể nhìn kỹ cái bản này giúp em để em giới thiệu cho mọi người xem nhé. Một mặt sẽ có hoa văn như thế này và một mặt là hoàn toàn trơn như thế này mọi người nhé. Ở bên mặt trơn này thì em sẽ có dập chìm chữ HT Rau Phúc Sen này, có tem chống giả cho mọi người. Đấy, con này cán sẽ là cán gỗ mun như thế này và chốt khâu đồng đỏ mọi người nhé. Đối với dao chặt thì nhà em sẽ có khâu và có hai chốt cho hai đinh chốt cho mọi người như thế này. Con này phần sống lưng của nó sẽ rơi vào khoảng 5 ly, rất là dày và nặng ạ. Bản này sẽ rơi vào khoảng 9 lạng. Dao chặt xương của nhà em thì cái phần thông số có thể nó sẽ lệch nhau một chút. Ví dụ có những cây nó sẽ rơi khoảng 8 lạng rưỡi này, có cây 9 lạng hoặc là có những cái cây mà nó hơn 9 lạng một chút. Bản này mình chuyên sử dụng để mà mình chặt xương to cho em. Ví dụ như là xương ống này, xương chân giò, xương thủ. Nhiều bác hay hỏi em là bản này thì mình có thể sử dụng để mình chặt gà vịt được luôn không? Thì vẫn được nha mọi người ơi. Đấy, bản này các bác vẫn có thể sử dụng để chặt gà vịt cho em được. Tuy nhiên là nếu mà cái tay mình sử dụng không quen ý, thì khi mà chặt gà vịt cái bản chuyên chặt xương to này, bởi vì là nó cái có cái độ tù mà, cái phần lưỡi nó sẽ khá tù này và nó nặng mà, thì có thể là cái vết cắt gà vịt của mình nó sẽ dễ nát hoặc là nhìn nó không được đẹp lắm so với cái bản mà mình chuyên để chặt gà vịt, bởi vì cái mẫu chuyên chặt gà vịt thì nó sẽ nhẹ hơn khá là nhiều. Mã DSX05MDD này nhà em đang có giá là 389.000. Nếu mà mọi người mua lẻ trong video ngày hôm nay của em thì em cũng giảm cho cả nhà còn 379.000 miễn phí ship mọi người nhé. Đây ạ, hôm nay em sẽ có tri ân cho mọi người, thế nên là kể cả các bác mua cả bộ dao hoặc là các bác mua lẻ thì em vẫn sẽ có tri ân cho mọi người. Bản này cái phần lưỡi nó hơi vắt một chút nha các bác ơi. Đấy, chứ không phải là một đường thẳng, nó sẽ hơi vắt cong nhọn nhọn lên như thế này một chút, thì mọi người cũng có thể sử dụng để lọc cho em cũng được. Bản này chặt xương trâu bò cũng được nha các bác. Hoa văn này là hoa văn nổi chứ không phải hoa văn chìm đâu mọi người ạ. Nếu mà các bác sờ các bác có thể thấy cái độ sần sần ở trên cái phần lưỡi dao như thế này. Kể cả mọi người có mài hoặc là sử dụng lâu ấy, thì cái phần hoa văn này nó vẫn sẽ còn chứ không bị mất đi đâu ạ. Em sẽ dơ lại một lần nữa cho cả nhà cùng ngắm. DSX05MDD. Đây là một cái mẫu chặt xương. Còn tiếp theo em lên cho mọi người một cái mẫu chuyên chặt gà vịt. Bản này thì là bản dao truyền thống thôi. Tuy nhiên là nó sẽ có một mặt hoa văn như thế này và một mặt trơn mọi người nhé. Đối với cái bản truyền thống này, cái phần lưỡi dao của nó vẫn sẽ dài vào khoảng 23cm và rộng vào khoảng 9cm mọi người nhé. Có những cái bản thì nó sẽ lệch một chút, nó rơi vào khoảng 8,5-9 hoặc là có những cái bản nó sẽ rơi vào khoảng 9,5. Đấy, con này có mã là G05TMDD và đang có giá là 369.000. Mọi người mua trong video ngày hôm nay thì em cũng giảm cho cả nhà mình còn 349.000 miễn phí ship. Một mặt hoa văn như thế này, cái hoa văn này nó sẽ khác đối với cái hoa văn cây trái xương ban nãy mà em vừa lên với mọi người. Bởi vì thực ra là do hai bác thợ khác nhau làm thì nhìn nó cũng sẽ khác nhau một chút, hoặc là nó lệch hoa văn một chút này. Tuy nhiên là cái bản hoa văn này cũng rất là đẹp và tỉ mỉ nha mọi người, nhìn nó khá là đều ạ. Bản này thì phần lưỡi nó sẽ rộng vào khoảng 9cm này. Sống lưng dao của cây chặt gà của nhà em nó sẽ rơi vào khoảng 3 ly thôi mọi người nhé. 3 ly như thế này. Mọi người có thể sử dụng để chặt gà vịt, chặt sườn rất là tốt cho em. Hơn nữa là bản này mọi người cũng có thể sử dụng để mọi người thái cũng được. Thái thịt cá, rau củ này. Đặc biệt là đối với cái bản chặt gà này mọi người sử dụng để thái những cái mảng thịt to, ví dụ như là thịt nướng hoặc thịt BBQ. Đấy, con này em có đục lỗ ở đây cho mọi người luôn này. Khi mà mọi người sử dụng xong thì mọi người nhớ là đối với cái dòng dao thép nhíp này, mình rửa sạch, mình lau khô và mình lâu lâu mình có thể tra qua cái phần lưỡi dao cho em một chút dầu ăn hoặc là mỡ động vật. Cái dầu ăn và mỡ động vật thì nó sẽ không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình đâu, mọi người yên tâm ạ. Đấy, mình bảo quản kỹ một chút và đặc biệt là không để ướt nha mọi người. Nếu mà các bác để ướt qua đêm thì nó sẽ
rất là dễ xảy ra cái hiện tượng rỉ sét này hoặc là ố vàng. Thế nên là mình bảo quản kỹ một chút giúp em. Còn cái dòng này nó sẽ có ưu điểm là sắc bén và bền. Nếu mà so với cái dòng thép trắng không rỉ 440C này, hoặc là so với cái dòng inox mà mọi người vẫn hay mua ngoài chợ, thì dòng này chắc chắn là sẽ sắc bén và bền hơn rất là nhiều. Con này cán sẽ là cán gỗ mun như thế này, chốt và khâu đồng đỏ mọi người nhé. 369.000, em đang giảm còn 349.000 cho cả nhà trong video ngày hôm nay thôi ạ. Các bác ưng thì có thể comment giúp em mã là G05TMDD. Cái mẫu chuyên trạch gà vịt em vừa cầm lên mọi người thì nó sẽ chỉ nặng vào khoảng 5 lạng đến 5 lạng rưỡi thôi mọi người nhé. Tiếp theo thì em sẽ lên cho mọi người một cái mã dao thái. Cái bàn dao thái này của nhà em thì cái phần lưỡi nó sẽ hơi vát một chút như thế này. Ngoài việc là các bác có thể sử dụng để thái thì mọi người cũng có thể sử dụng để lọc nhẹ cho em luôn cũng được. Con này phần lưỡi dao của nó sẽ dài vào khoảng 19cm và rộng khoảng 6 đến 6,5cm mọi người nhé. Bản này thì kể cả mọi người sử dụng ở trong gia đình hoặc là trong nhà hàng cho em đều được này. Các bác rất hay dùng cái bản này để sử dụng thái thịt bò ở trong các quán ăn, bởi vì là bản này sử dụng nó lướt tay và thái rất là bay mọi người ạ. Con này sống lưng của nó sẽ rơi vào khoảng 1,5 ly thôi. Đấy, và nặng vào khoảng 3 lạng. Đây, một mặt có hoa văn và một mặt trơn như thế này. Mặt trơn như thế này sẽ có dập chìm chữ HT sau phúc sen cho mọi người, có tem chống giả. Các bác nhớ là mọi người khi mà nhận hàng, các bác mở ra mọi người quét cho em ở trên iCheck hoặc là mở Zalo ra mình quét cho em nhé. Bản này thì hoa văn nó sẽ giống với cái bản cây chặt gà ban nãy mà em vừa lên với cả nhà. Kể cả mọi người sử dụng gia đình hay nhà hàng đều được ạ. Bản này thái rất là bay, em hay khuyên các bác sử dụng ở trong nhà hàng hoặc quán ăn này. Đặc biệt là mọi người hay sử dụng để mọi người thái thịt bò thì bản này sử dụng rất là tốt, có thể lọc nhẹ được luôn, rất là đa năng ạ. Con này cán cũng sẽ là cán gỗ mun như thế này, nhưng mà cái gỗ mun này nó sẽ kiểu hơi ánh đỏ một chút mọi người ạ, từ kiểu như là hơi lên vân một chút này. Đấy, mun nhà em thì cũng sẽ có nhiều cái cây nó mun đen tuyền hẳn, hoặc là có một số những cái bản gỗ mun nó về thì nó sẽ kiểu hơi ánh đỏ như thế này một chút, hoặc là ánh nâu hoặc là ánh xanh, thì nhìn cái ánh nó sẽ khác nhau một chút, nhưng mà chắc chắn là nó không lên được cái vân rõ ràng như là cầm chỉ. Và nhìn mun thì nó cũng sẽ bóng như thế này. Chốt và khâu thì sẽ là đồng đỏ mọi người nhé. Mã G03TMDD này em đang có giá là 299.000, miễn phí ship cho cả nhà mình luôn ạ. Đây. Tiếp theo thì em sẽ lên cho mọi người một cái mã dao thái nhỏ nữa. Cái bản này thì nhà em vừa mới ra mắt được một thời gian thôi. Trước đây là cái bản này em đã có bản hai mặt trơn cho mọi người rồi. Tuy nhiên là cái bản một mặt hoa văn như thế này thì em cũng mới ra mắt được một thời gian. Con này có mã là G07N07TMDD mọi người nhé. N07TMDD và đang được bán với giá là 279.000. Bản này thì phần lưỡi nó sẽ dài vào khoảng 18cm thôi và rộng vào khoảng 4,5-5cm mọi người nhé. Mọi người có thể chuyên sử dụng để thái thịt cá sau củ này, gọt bổ hoa quả cho em, hoặc là lọc nhẹ thịt cá cho em, bản này cũng được. Một mặt có hoa văn như thế này và một mặt trơn như thế này mọi người nhé. Con này bản cán nó cũng sẽ là cán gỗ mun như thế này này. Chốt và khâu thì sẽ là đồng đỏ các bác nha. Đây ạ. Bản này chỉ nặng vào khoảng 2 lạng rưỡi thôi. Nó cầm khá là nhẹ tay và linh hoạt, cầm êm tay. Kể cả mọi người có thể sử dụng để bổ hoa quả hoặc gọt hoa quả thì nó cũng sẽ có cái điểm tí tay như thế này. Đây ạ. Sống lưng con này rơi vào khoảng 1,5 ly thôi mọi người nhé. Rất là mỏng. Tiếp theo thì sẽ là một cái mẫu dao lọc mới ra của nhà em. Cái bản này nó sẽ khác với những cái bản dao lọc mà em có. Tức là cái phần lưỡi dao này, nó sẽ có cái độ uốn cong và nó cong, nó lượn lên trên như thế này mọi người ạ. Các bác có thể sử dụng để lọc hoặc là tỉa hoa quả cho em đều được. Đa số mọi người hay sử dụng cái mẫu này để mình lọc thịt cá này, hoặc là mọi người tỉa hoa quả này, đấy, tỉa canh này. Thì mình cũng có thể chọn cho em cái bản này, bởi vì là cái phần lướt nhọn như thế này dùng rất là thích. Mọi người dùng tỉa rất là thích và rất là êm luôn mọi người ạ, linh hoạt. Đấy, nó sắc nữa. Con này cán cũng sẽ là cán gỗ mun như thế này, có chốt và khâu đồng đỏ mọi người nhé. Một mặt hoa văn và một mặt trơn. Con này mã của nó là DL15TMDD và đang có giá là 279.000 ạ. 279.000 một cây như thế này mà em miễn ship cho mọi người. Đấy, tất cả những cái dao của nhà em đều sẽ được gửi đi từ nơi sản xuất để tránh cái việc là bị tráo đổi hàng này, hoặc là bị nhầm hàng. Khi mà mọi người nhận hàng thì mọi người có thể mở ra để các bác xem trước giúp em là có đúng đủ hàng không và có đúng hàng của bên em không. Dấu hiệu nhận biết dao của bên em này đều sẽ có dập chìm chữ HT dao phúc sen như thế này, có tem chống giả để cho các bác có thể check được. Và đi kèm cho mọi người thì ở trong hộp hàng em sẽ gửi kèm cho mọi người một hóa đơn nữa. Nếu mà các bác cẩn thận hơn, các bác check lại hoặc là các bác không yên tâm thì mọi người có thể gọi lại để xác nhận cho em theo số 0987240733 mọi người nhé. Bản này thì sống lưng của nó cũng sẽ rơi vào khoảng 1,5 ly thôi. Mọi người ngoài việc mọi người có thể sử dụng lọc, mọi người có thể sử dụng để thái này, hoặc là gọt hoa quả rất là thích.
gọt bổ hoa quả, bởi vì là đây, các bác nhìn thấy cái điểm tí tay của em khi mà em cầm như thế này. Bàn này cái phần rộng của nó sẽ chỉ rơi khoảng 4cm thôi mọi người ạ. Mọi người gọt hoa quả rất là thích luôn ạ. Nó có cái điểm tí tay như thế này, rất là đa năng. Mọi người lọc, thái hoặc là gọt đều được luôn. Mà có cái bàn hoa văn như thế này rất là đẹp. Tất cả những cái mẫu mà có hoa văn em lên với mọi người như thế này, thứ nhất là tạo cái độ đẹp cho con dao của mình, và thứ hai là cái việc có hoa văn như thế này thì mình cũng hạn chế được cái việc bám dính thức ăn ở trên dao tốt hơn mọi người nhé. Trong cái video ngày hôm nay thì khi mà lên với mọi người bộ dao này, em cũng sẽ có chương trình tri ân em gửi tới mọi người. Bộ dao ngày hôm nay của em đang có giá niêm yết là 1.622.000 một bộ. Nếu mà các bác mua trên video của em ngày hôm nay, em sẽ giảm cho cả nhà mình còn 1.432.000. Còn nếu mà bác nào không thích em giảm cho mọi người thì em sẽ tặng kèm cho mọi người một viên đá mài. Viên đá mài của em đang có giá là 229.000 mọi người nhé. Con này đá mài là độ mịn 1.000, 3.000 ạ. Đây, em quay gần hơn cho cả nhà cùng nhìn. Một mặt sẽ có độ mịn là 1.000 như thế này, và một mặt là độ mịn 3.000 mọi người nhé. Em sẽ có đế cao su chống trượt cho cả nhà. Ở đây thì em đã có lắp đế rồi và em đang bọc màng co ở ngoài, thế nên em không tiện em mở màng co ra cho mọi người luôn. Con này thì cái phần chiều dài này nó sẽ rơi vào khoảng 18cm, phần rộng này rơi vào khoảng 5cm, dày khoảng 3cm mọi người nhé. Đối với cái đá mài này mọi người có thể mài lấy sắc hoặc là mài phá đều được. Đá mài này là đá mài nội địa Trung và có đủ tiêu chuẩn để xuất Nhật, mọi người yên tâm ạ. Mọi người có thể sử dụng mài sắc, mài phá và lấy sắc rất là nhanh. Bản này thì em đã có test qua cho các bác rồi, dùng rất là thích. Và đảm bảo với mọi người là dùng thích hơn cái bản đá mài bùn tự nhiên. Và bình thường mình vẫn hay dùng đá mài bùn thì nhà em cũng có, tuy nhiên là em sẽ hay giới thiệu tới mọi người cái bản đá mài độ mịn cao này nhiều hơn. Đá này giá niêm yết đang là 229.000. Còn nếu mà cả nhà mình mua bộ dao của em ngày hôm nay thì em sẽ tặng kèm cho mọi người một viên đá mài như thế này, gồm 5 dao, một con dao chuyên chặt xương, một dao chặt gà, một dao thái to, một dao thái bản nhỏ và một dao lọc gọt hoa quả mọi người nhé. Giá niêm yết là 1.622.000 ạ. Em có thể tặng cho mọi người một viên đá mài, hoặc nếu mà mọi người không chọn đá mài thì em sẽ giảm cho mọi người còn 1.432.000. Chỉ duy nhất trên video ngày hôm nay, các bác xem video hoặc là mọi người comment ở dưới video thì em mới có giá này cho các bác thôi ạ. Hôm nay thì em đã lên cho mọi người một cái bộ dao 5 món như thế này, đầy đủ chức năng để mọi người sử dụng trong gia đình rồi. Cũng sắp đến lễ Vu Lan, nếu mà các bác mình đang còn băn khoăn hay là còn đang cần chọn những cái mẫu dao để mình sử dụng cho gia đình này, việc gia đình này, thì mình có thể nhắn tin cho em hoặc gọi điện cho em nhé, theo số 0987 240 733, để em tư vấn cho mọi người những cái mẫu dao phù hợp nhất. Hôm nay cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi video của em, và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau. Bye bye mọi người.